Nếu có một thông tin đáng để chúng ta suy ngẫm, thì đó là việc mới đây Cục Điện ảnh, Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã ra văn bản cấm chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế phiên bản tiếng Trung, với lý do là sự nổi tiếng sớm có thể đe dọa đến quá trình hình thành nhân cách của các em nhỏ. Tại Việt Nam thì sao? Có một thực tế là vài năm trở lại đây, việc khai thác hình ảnh trẻ em để tạo ra các sản phẩm giải trí đang được thực hiện một cách hết sức phổ biến. Đáng nói hơn, mục tiêu chính của những cuộc thi này là làm sao để có càng nhiều người xem càng tốt, chứ không phải là mục tiêu giáo dục các em nhỏ tham gia cuộc thi. Đang có rất nhiều tranh cãi xung quanh câu hỏi nên hay không nên để trẻ em tham gia vào các game show trên truyền hình. Nếu như cách đây khoảng 7-8 năm, Doremi là sân chơi truyền hình duy nhất dành cho các tài năng nhí, thì vài năm trở lại đây, nở rộ các chương trình truyền hình mà nhân vật chính là lứa tuổi thiếu nhi. Từ giọng hát Việt nhí, gương mặt thân quen nhí, bước nhảy hoàn vũ nhí, Việt Nam Idol Kids. Gần như cứ xuất hiện một format game show nào ăn khách thì ngay lập tức các nhà sản xuất sẽ nghĩ ngay đến việc tạo ra một phiên bản dành cho trẻ nhỏ. Mới đây nhất, chương trình Hòa âm ánh sáng, một game show nhạc dance ăn khách, cũng đang tính tới việc tạo ra một phiên bản game dành cho trẻ em. Thông tin này khiến ngay cả những ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải lo ngại. Mình đã trải qua cái cuộc thi đấy rồi nên mình biết rất là vất vả, rất là tốn sức và nói chung là mình sẽ phải chịu áp lực rất là nhiều. Thực tế, trong các game show truyền hình âm nhạc, để đảm bảo thu hút khán giả và đảm bảo tần suất phát sóng, các thí sinh phải tập luyện với một cường độ vô cùng lớn để đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Không hiếm trường hợp, ngay cả với những diễn viên chuyên nghiệp như Sơn Tùng MTP, Hoàng Thúy Linh hay Trang Pháp cũng đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì gặp phải các vấn đề về sức khỏe, stress hoặc áp lực từ truyền thông. Theo các chuyên gia tâm lý, những áp lực như vậy là đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải đặt cái lợi ích của đứa trẻ, lợi ích về mặt tâm lý của đứa trẻ và cái sự bình ổn trong cuộc sống của đứa trẻ là trên hết. Mặc dù vậy, vẫn có những ý kiến ủng hộ các game show của trẻ em trên truyền hình. Ca sĩ Thái Thùy Linh với cương vị là giám khảo của nhiều chương trình như vậy cho rằng tất nhiên có áp lực từ các cuộc thi, nhưng áp lực này sẽ khiến trẻ dạn dĩ, tự tin và trưởng thành hơn. Thái Thùy Linh thậm chí đã từng mở cả một trường đào tạo để giúp các em học nghệ thuật và làm quen với áp lực trước khi tham gia các cuộc thi thực tế. Có rất nhiều cháu, bố mẹ nói rằng từ bé rồi cháu chả bao giờ hát trước mặt mọi người. Cứ tự hát một mình nghêu ngao được không? Sau một cái khoảng thời gian để tiếp xúc nhiều hơn với nghệ thuật thì rõ ràng là cháu tiến bộ rõ rệt về các cái kỹ năng mềm. Rốt cuộc, khó có thể đưa ra một lời khẳng định là nên hay không nên cho trẻ tham gia vào game show truyền hình. Bởi điều này phải căn cứ vào từng chương trình cụ thể và căn cứ vào từng đứa trẻ cụ thể. Nhưng điều đáng suy nghĩ là ở Việt Nam, có kỳ vọng của các bậc cha mẹ vào con em mình là rất lớn. Chính vì thế, đôi khi chỉ cần một chút thiếu cân nhắc, một chút thiếu tỉnh táo, chính các bậc cha mẹ có thể đẩy con em mình vào những sang chấn tâm lý do áp lực của các cuộc thi trên truyền hình. Việc các bậc phụ huynh thiếu kiến thức về tâm lý trẻ em là điều dễ hiểu, nhưng hiện lại chỉ có hai đối tượng quyết định một em bé nên hay không nên tham gia vào một cuộc thi trên truyền hình. Đó là bố mẹ của các em và các nhà sản xuất chương trình.